ngày 22 tháng 3 hàng năm, toàn cầu kỷ niệm Ngày nước Thế giới. Ngày này lần đầu tiên được đề xuất chính thức trong chương trình Nghị sự 21 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tại Rio de Janeiro, Brazil. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, UN Water đã chịu trách nhiệm lựa chọn chủ đề, thông điệp và chỉ đạo cơ quan của Liên Hợp Quốc cho Ngày Thế giới về nước nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng thiết yếu của nước đối với mọi sinh vật. Năm nay, thúc đẩy sự thay đổi là chủ đề chính thức của Ngày nước Thế giới, với mục đích kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi cách sử dụng, khai thác, tiêu thụ và quản lý nguồn nước trong cuộc sống của mình. Chiến dịch cho Ngày nước Thế giới 2023 vì được trên thúc đẩy sự thay đổi nhằm khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước. Những cam kết thay đổi này sẽ được bổ sung vào chương trình Hành động vì nước, sẽ được phát động tại Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023 vào ngày 22 tháng 3 tới. Chương trình Hành động vì nước là tập hợp các cam kết tự nguyện từ các chính phủ, công ty, tổ chức, cơ quan, liên minh và các thành viên cộng đồng được xây dựng nhằm thúc đẩy mục tiêu về nước và vệ sinh đã được quốc tế thống nhất. Trong đó đáng chú ý nhất là mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên Hợp Quốc, nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Hiện tại, thế giới đang đi chệch hướng nghiêm trọng để đáp ứng SDG 6. Dữ liệu mới nhất cho thấy các chính phủ phải nỗ lực hơn gấp 4 lần để đạt được mục tiêu này đúng hạn. Sự hoạt động khác thường trong suốt vòng tuần hoàn nước đang tác động đến tất cả các vấn đề lớn trên toàn cầu, từ sức khỏe đến nạn đói, bình đẳng giới đến việc làm, giáo dục đến công nghiệp, thảm họa đến hòa bình. Sự thay đổi nhanh chóng là cần thiết và mọi người đều có thể đóng vai trò quan trọng. Mỗi hành động, dù nhỏ đến đâu, sẽ tạo nên sự khác biệt.